Warren Buffett đã từng ví von, chỉ khi thủy triều xuống, người ta mới biết rằng ai đang bơi mà không mặc quần. Ở thị trường crypto, khi mùa đông đến thì người ta mới biết được ai thực sự là người đang chịu đau đớn và ai là người đang chi phối cuộc chơi, thâu tóm và thôn tính và ai là người đang kéo thị trường xuống hay là đẩy thị trường lên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Crypto Weekly số thứ 26 và chủ đề của tuần này sẽ là tăng, thật hay ảo. Như vậy là Bitcoin đã sành trở lại, như để cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh bị bỏ rơi sau những ngày thị trường tụt dốc không phanh. Đúng như là dự đoán và tâm lý đám đông, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất lên 0,75%, thị trường hứng khởi xanh loét. Bitcoin hứng tình, dựng cột thẳng đứng khiến cho nhiều chuyên gia lon sót gục ngã. Chỉ trong vòng 24 giờ, Bitcoin tăng tới 8%, trong khi Ethereum tăng 10%. Nhưng có đến 88.140 trade thủ bị thanh lý với số tiền về túi của các nhà sàn là 483 triệu đô la. Tổng volume giao dịch cũng tăng lên 48%, từ 72,78 tỷ đô la ngày 27 lên tới 108 tỷ đô la ngày 29 tháng 7. Mặc dù tổng vốn hóa toàn thị trường đã trở lại trên mức 1.000 tỷ đô la, nhưng chỉ số tham lam và sợ hãi vẫn đang là 39, là vẫn duy trì ở trạng thái fear, sợ hãi. Cùng lúc thì Mỹ công bố chỉ số GDP với mức âm 0,9% trong quý 2. Về mặt kỹ thuật, Mỹ đủ điều kiện để công bố là suy thoái kinh tế khi GDP âm 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, có lẽ chính quyền của ông Biden lo ngại sợ ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ nên chưa cho công bố. Với tình hình trên thì sợ rằng màu xanh hiện nay cũng chỉ là tạm thời, là ngắn hạn. Rồi màu đỏ của máu và nước mắt sẽ sớm quay trở lại và mùa đau trên chắc chắn chưa qua nhanh đến như vậy đâu. Tính đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã giảm tới hơn 70% trong năm nay. Nhưng Coinbase vẫn tiếp tục ngập ngụa trong vận đen khi mà cổ phiếu sập tiếp 15% sau khi SEC mở cuộc điều tra về việc Coinbase cho phép giao dịch các token bị SEC quy là chứng khoán và không có đăng ký. Mặc dù bật lại rằng tất cả các token được niêm yết đều không phải là chứng khoán, nhưng trong thế yếu hơn, Coinbase có thể sẽ phải bị nộp phạt một khoản tiền khá lớn. Mà chẳng biết Coinbase có dám máu mặt mà đủ lực để chơi tới bến với SEC giống như là Ripple đã kiện SEC trong hơn một năm qua hay không. Qua đây mới thấy rằng trong khi luật pháp chưa rõ ràng thì SEC vẫn cứ thích làm trò, vẫn thích quy cái gì là chứng khoán thì quy, rồi ra lệnh phạt, rồi kiếm một ít tiền. Mục đích của SEC rõ ràng là muốn kiểm soát thị trường này theo cách của mình, nhưng có vẻ cách ấy đang kéo tuột sự phát triển của ngành crypto. Quay trở lại với Coinbase thì có vẻ như số đã nhỏ, lại còn đen hơn khi mà Katie Wood Art Invest vừa mới ồ ạt bán tháo cổ phiếu Coinbase. Ác một cái là ARK lại là cổ đông lớn thứ 3 của Coinbase, nắm giữ tới khoảng 8,95 triệu cổ phiếu của sàn này. Thế mà họ lại xả ồ ạt hơn 1,4 triệu cổ phiếu cùng lúc và lại là xả lỗ gần 200 đô trên một cổ phiếu mới đầu. Lúc họ mua với mức giá trung bình là 254,65 đô trên một cổ phiếu, giờ chỉ xả với mức 53 đô trên một cổ phiếu. Mà xả lúc nào không xả lại xả đúng cái thời điểm mà Coinbase đang lao đao khi bị các cơ quan quản lý của Mỹ đánh hội đồng. Điều này đã thực sự gây hoảng loạn cho các nhà đầu tư. Nước trong thì không có cá, sang nổi quá thì dễ bị phan. Gần đây, từ Á cho tới Âu, Binance đã bị kiện tơi bời. Sau khi bị kiện tập thể vì vụ Luna chưa xong, thì đồng BNB cũng bị điều tra vì nghi ngờ được phát hành dưới dạng chứng khoán, rồi bị tố có các hoạt động bất hợp pháp tại Philippines. Hoặc là mới đây nhất, Binance lại bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan DNB phạt hành chính hơn 3,3 triệu euro bởi vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ crypto ở Hà Lan mà không đăng ký thủ tục pháp lý đầy đủ. Hôm vừa rồi thì phiên bản tiếng Trung của Bloomberg lại giật tít kế hoạch Ponzi của CZ. Sau bài này thì CZ lại bị rêu rao khắp các mặt báo và trên trang mạng xã hội, từ Twitter tới Facebook. Cây mũi quá, CZ đâm đơn kiện Bloomberg lên tòa án tối cao Hồng Kông bởi vì tội phỉ báng và bôi nhọ mình.
Không có nhẹ, một sát thủ chuyên kêu các loại slong, short như CG mà lại chịu để người ta xúc phạm mình như thế. Tầm cỡ của một cầu thủ tay không bắt giặc, từ zero trở thành tỷ phú thế giới, đã từng đánh bả biết bao nhiêu trader chết sặc máu, lại bị báo chí vu vạ một cách dễ dàng như thế hay chăng? Giặc dày, lay giặc lẹt, lay giặc dày, lay giặc lẹt. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC vừa mới đệ đơn lên Tòa án Liên bang để kiện Meta và Mark Zuckerberg bởi vì cho rằng đế chế này đang muốn một tay che cả bầu trời khi mà muốn thôn tính Within Unlimited, nhà sản xuất ứng dụng Supernatural. Ứng dụng Supernatural là một ứng dụng thể dục thực tế ảo, cho phép người dùng tập luyện theo thói quen tại các địa điểm thực tế ảo. Meta muốn lấy thương vụ này làm trọng tâm để xây dựng triển vọng vũ trụ ảo cho tương lai của Internet để đẩy mạnh thế giới ảo tương tác. Tuy nhiên, FTC lập luận rằng việc mua lại Supernatural là bất hợp pháp, là vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ, tạo nên một sự cạnh tranh không công bằng trong tương lai. Meta sẽ một mình một chợ trong bán Metaverse. Trong khi đó, thì báo cáo mới nhất cho thấy ra doanh thu quý 2 của Facebook lần đầu tiên sụt giảm sau 10 năm. Dự đoán mức tăng trưởng trong quý 3 có thể sẽ tiếp tục giảm sâu. Lợi nhuận tổng thể của công ty mẹ Meta cũng giảm tới 36%, xuống còn có 6,7 tỷ đô la. Trong khi đó, thì bộ phận Metaverse của Meta đã bị lỗ tới 2,81 tỷ đô la trong quý này. Điều đó khiến cho khoản lỗ từ đầu năm đến nay của bộ phận này lên tới 5,77 tỷ đô la. Mark Zuckerberg thừa nhận rằng những khoản lỗ như vậy có thể sẽ tiếp tục trong vài năm nữa cho đến khi các ứng dụng thực tế ảo và nền tảng Metaverse của Meta đủ trưởng thành hơn để tận dụng cơ hội lớn trị giá hàng trăm tỷ đô la này. FTX và Samsung tiếp tục thể hiện mình là một thế lực lớn và đang âm thầm vươn lên thành kẻ lãnh đạo thế giới crypto khi mà tiếp tục các chương trình thôn tính dưới danh nghĩa là giải cứu các công ty crypto đang gặp khó khăn. Theo Bloomberg, thì FTX đang đàm phán giai đoạn cuối để mua lại BitHub, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất Hàn Quốc với hơn 8 triệu người dùng. Ngoài ra, FTX cũng tung tiền cho quỹ Alameda đàm phán để mua lại tất cả tài sản crypto và các khoản vay crypto của Voyager theo giá thị trường. FTX sẽ cho khách hàng của Voyager một tùy chọn để nhận bồi thường của họ bằng cách mở một tài khoản mới tại FTX. Bằng cách này thì FTX sẽ thâu trọn được số khách hàng của Voyager. Và đó cũng có lẽ là phần tài sản lớn nhất của Voyager sau khi phá sản. Một thông tin cũng rất đáng chú ý thể hiện thế lực của FTX đó là cả FTX và FTX US, FTX tại Mỹ đang gây quỹ để được hướng tới mục tiêu được định giá 32 tỷ đô la. Tóm lại, Thứ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine, Alex Bondyakov nói rằng mỗi mùa đông đều dẫn đến một mùa xuân crypto, nhưng ngành công nghiệp này vẫn tồn tại. Đúng vậy, mùa đông cũng giúp thanh lọc thị trường, loại bỏ những tay chơi yếu kém để thị trường có mùa xuân trong lành, phát triển lành mạnh hơn. Mà mùa đông cũng là mùa của các đại hội gồng lỗ cho những tay to. Càng gồng nhiều thì chắc chắn tay sẽ càng to ra thôi, giống như là người đang tập tạ. Và cũng chỉ có anh em ra đảo như tôi thì mới hiểu rằng biển là nhà mà đảo là quê hương. Ok, làm bài thơ. Xuân đến rồi kì, bầu trời xanh ngắt, cả khu rừng thơm ngào ngạt hương hoa, tiếng chim hót rộn ràng và hoang ca, anh trai bản múa khèn mừng xuân mới, chào niềm vui tràn đầy sức sống mới, quên đi hết những bộn bề lo toan, quên luôn cả những ê chề oán than, hít một hơi tình yêu vào khí quản. Nhưng đời mà những mảng màu tương phản, cả bản làng khiêu vũ dưới ánh trăng, chân trời xa mây đen kéo nhập nhằng, yên bình nhất là cuồng phong sắp đến. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi. Mình là Tâm, đến từ GFS Blockchain Insight. Chương trình Crypto Weekly tuần này đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau.